Kính chào tất cả các bác yêu lan nha. Hôm nay em lại có một ít hàng thì mong được sự ủng hộ của các bác nha. Em lên giò số 1 nha các bác nha. Giò Hoàng Thảo Kèn Lai Châu nha, nguyên bản từ rừng luôn này. Đấy, nguyên bản từ rừng nha, đã thuần như nha các bác nha. Chín mầm hoa luôn, chín thân hoa như thế này nha. Chín thân hoa nha. Đấy. Chín thân hoa. Thân rào nào dài nhất được 40 cm nha các bác nha. Thân nào ngắn nhất là được 25 cm. Đó. Hoàng Thảo Kèn Lai Châu nha các bác nha. Giò này em bán cho các bác này 2.200.000. 2.200.000 nha. Hàng hôm nay em bán chưa bao gồm phí ship nha. Bác nào muốn lấy thêm thì một giò cho em là 50.000 tiền ship nha. 50.000 tiền ship nha các bác nha. Đấy, nụ đang chia nụ nha, đang chia nụ hoa như này nha các bác nha. Như này là được hai bông rồi. Đấy. Chín mầm hoa nha, chín thân hoa như này nha các bác nha. Em bán cho các bác với giá là 2.200.000 cho giò số 1. Số 2 nha các bác nha. Cây này cũng vip nha các bác nha. Vip nha. Hạc vĩ thôi ạ. Hạc vĩ thôi. Hạc vĩ. Như các bác nhìn cái nụ nó như thế này này. Đấy. Nụ nó khác thường nha các bác nha. Đây, thuần rất lâu rồi. Dân nó thuần rất lâu rồi nha. Em đếm thân tơ, thân hoa cho các bác nha. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 thân hoa nha các bác nha. 7 thân hoa nha. 7 thân hoa như này. Hạc vĩ nha, hạc vĩ nha. Hạc vĩ này là hạc vĩ trắng đấy. Hạc vĩ trắng đấy nha các bác nha. 7 thân này em bán cho các bác nè. Với giá là 2 triệu nha, 2 triệu nha, 7 thân nha. 2 triệu nha các bác nha. Đây em rơi cho các bạn. Nụ xài cực luôn. 2 triệu nha. Cho giò số 2. Số 3 nha các bác nha. Em bán ba cây chồn to nhá, ba cây chồn to nhá các bác nhá, ba cây chồn to à. Đấy, như thế này mới chạy dễ nha các bác nhá, mới chạy dễ rồi. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu nhá, 1 triệu nhá, 1 triệu ba cây này nhá, ba cây chồn to. Thôi lấy 900 này, 900 nhá, 900 cho giò số 3 nhá. Số 4 này các bác này. Chậu nó đẹp này mà. Bao phê luôn. Các bác cứ treo như này cho em là ok nhá. Đấy. Đẹp không các bác? Quá đẹp luôn. Đôi 4, 5, 6, 7, 8 à. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cây. Giờ này 19 cây nha các bác nhá. Giờ này 19 cây nè. Chạy dễ hết rồi nha. Chạy dễ hết rồi nha. Đây là dễ nó ra như này nha. Được tầm 2 tháng, 2 tháng hơn 2 tháng thôi. Nó đã chạy được dễ hết rồi. 19 cây này này. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu 100 nghìn nha. 1 triệu 100 nghìn nha. 1 triệu 100 nghìn cho giò số 3.
Số 4 này các bác này. Số 4 nhá các bác nhá. Số 4 đúng không? À, số 5. Cái này số 5 nha các bác nhá. Giò này cây bé hơn nha các bác nhá. 3 này 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cây. 15 cây nha các bác nhá. 15 cây nha các bác nhá. Chạy dễ như này nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 800.000 nha, 800.000 nha. 800.000 nha các bác nhá. Siêu đẹp luôn. Cái này để đến mùa hoa nó ra thì thôi rồi luôn nha các bác nhá. 800.000 cho giò số 5. Số 6 này. Giò này thì lại bé thôi. Bé thôi nhá. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cây. 3, 6 à. 9 này. 94, 13 cây đúng rồi. 13 cây nha các bác nhá. Giò như thế này nhá. Đấy, dễ nó bám như này mà. Em bán cho các bác với giá là 370.000. 370.000 nha các bác nhá. Chậu gỗ mới đẹp này mà các bác. 370.000 cho giò số 6. Số 7 này các bác này. Số 7 nha các bác nhá. 3 cây này. 7 này. 7 3 10 12 cây. 12 cây nha các bác nhá, 12 cây nhá. Giò này thì em bán 400.000. 400.000 nha các bác nhá, 400.000 nha. Hàng hôm nay chưa bao gồm phí ship nha. Các bác mua một giò là cứ tính 50.000 thêm tiền cước cho em nha, là ok nha. Giò này em bán 400.000 cho giò số 7. Em có một cây cáo ở đâu? Em bán giò tam bảo sắc nha các bác nha. Đây họa nụ đây nha các bác nha. Nụ đây này. Đấy nụ đây nha. Giò này cây nào cũng ít nhất là một nụ nha các bác nha. Ít nhất một nụ. Đây nụ đây. Đấy. Đây nụ đây nha. Đây nha nụ đây. Giò này 5 cây nha các bác nha. 5 cây nha. Em bán cho các bác với giá là 280.000. 280.000 nha các bác nha. Cây to chứ không nhỏ đâu nha các bác nha. 280.000 cho giò số 8. Số 9 nha các bác nha. Số 9 nha, hoa đây nha. Hoa đây nha. Sai không các bác? Hoa đây nha. Đấy. Em đếm thân hoa cho các bác này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 thân hoa nha. 6 thân hoa như này nha. Gà tròn Lai Châu nha. Hàng Lai Châu nha các bác nha. Đấy. Em bán cho các bác này 7 thân hoa luôn. 7 thân hoa. 280.000. 280.000 nha. Hàng này hàng mới thuần đấy nha các bác nhá. Dễ mới được có ít thôi. Đấy. 280.000 cho giò số 9 nha.
Do số 10 này. Do số 10 nhá, hai cây cáo nha các bác nhá, hai cây cáo nha. Hai cây cáo như này nhá. Em bán cho các bác này, cáo này cáo Lai Châu đấy nhá các bác nhá. Hai cây này em bán cho các bác với giá là 380.000. 380.000 nha, có gỗ lũa ở đằng sau này nha các bác nha. 380.000 cho giò số 10. Số 11 này các bác này. Số 11 nhá. Như này nhá. 3 này. 6 9 90 5 14 cây. 14 cây nha các bác nha. 14 cây như này nhá. Trồng rất đẹp luôn. Quá ok luôn nha các bác nha. Riêng trồng kiểu này là quá đẹp. Toàn cây chung thôi. Em bán cho các bác với giá là 750.000 nha. 750.000 nha các bác nha. 750.000 nha. Cho giò số 11. Số 12 nha các bác nha. Một bảng dớn như thế này nha. Một bảng dớn như thế này nha. Được 60 sen nha. Như này là được 60 sen nha. Cái này là được 20 sen nha. Đấy. 3 6 9 12 15 17 cây. 17 cây như thế này nha các bác nha. Hàng này là hàng giống, như vẫn các bác vẫn được chơi hoa nha. Hàng giống các bác vẫn được chơi hoa nha. Do như này nha. Em bán cho các bác với giá là 380.000. 380.000 nha. Đấy. 380.000 cho giò số 12. Vâng, em Hà tiếp tục lên cho các bác một ít giò gia đình nữa nhá. Em lên một giò u lồi nha các bác nha. Một giò u lồi thuần lâu năm rồi nha các bác nha. Riêng giò u lồi này là thuần lâu năm rồi nha. Đấy. Được một mầm gốc, hai mầm gốc, ba mầm gốc này, bốn mầm gốc này. Được bốn mầm gốc rồi nha các bác nha. Bốn mầm gốc rồi. Nụ thì đây nhá. Nụ hoa thì 1, 2, 3 này, 4 này, 5 mầm, 5 thân hoa. Thân này nó vẫn ra được hoa nha các bác nha. Em không, thôi bỏ đi. Bỏ đi nha. Đây nha các bác nha. Vẫn hoa từ đây luôn, vẫn được 20 sen luôn. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vẫn được 7 chùm hoa nữa nha. Giò như thế này nha, em bán cho các bác này. 250.000 nha, 250.000 nha các bác nha. 250.000. Đấy. Cho giò số 13. Số 14 nè. Một cây văn đạ, hai cây văn đạ bên đường nhá. Nụ đây nha, nụ nụ đây này và hoa đây nhá các bác nhá. Đấy, đẹp không ạ? Như này nhá. Vừa mua được về luôn. Các bác nhá, hai cây này. Ba cây này. Cây này thì hỏng nụ rồi nhá. Với lại một cây chồn. Một cây chồn nhá các bác nhá, một cây chồn như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 200.000 nha, 200.000 nha. 200.000 nha các bác nhá. Ba cây van đa nguyên ương và một cây này chồn. 200.000. Cho giò số 14.
15 này. Một cây giáng hương tam bảo sắc nha. Một cây giáng hương tam bảo sắc nha. Vừa lấy về luôn. Lá ngắn nha, lá này được hơn được 4 sen nha các bác nha. 4 sen nha. Em bán cho các bác với giá là 400.000. Bác nào thật sự ưng ý nha. 400.000. Cho ra số 15. Số 16 này các bác này. Một cây trồn. Ôi ôi, nó lại làm hỏng nụ của mình rồi. Sâu nó ăn các bác ạ. Sâu nó ăn nụ. Không còn nụ nha. Bác nào lấy được thì lấy nha. Không còn nụ đâu nha. Hết nụ rồi. 7 cặp lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nha. 7 cặp lá nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, 7 nha. Cây trồn này nha, em bán cho các bác với giá là 400.000 tiếp nha. 400.000 nha. Đấy, một cây trồn 400.000. Số 16 nha. Số 17 nha các bác này. Một giò Vanda Uyên thanh đạm sữa nha. Thơm mùi thơm lừng luôn. Hoa vùng quanh luôn nha các bác nha. Như này nha. Đấy, hoa nhiều chưa ạ? Thơm lắm nha các bác nha. Trên này nữa cũng có nha. Trên này cũng có nha. Một giò nguyên trồng thuần như thế này. Em bán cho các bác với giá là 700.000 nha. 700.000 nha các bác nha. 700.000. Ở trên này vẫn có hoa nha các bác nha. Thanh đạm sữa, ui dồi thơm cưng kinh khủng luôn. Các bác treo cả nhà người đi. Cho vào số 17 nha, 700.000 nha các bác nha. Đây này, hoàng thảo kèn lá châu nha các bác nha. Hoàng thảo kèn lá châu nguyên bản nha. Nụ đang sưng như này nha các bác nha. Nụ đang sưng như này nha. Nguyên bản từ rừng luôn. Được một kỳ như này nha các bác nha. Được một kỳ này em vẫn gửi cho các bác nha. Một kỳ này. Giò này nhá. Được 60 sen nhá. 60 sen nha các bác nha. 60 sen. Em mới thấy một mầm gốc thôi. Được một mầm gốc rồi. Giò này nhá, em bán cho các bác à. 60 sen này em bán cho 450.000 nha. 450.000 nha các bác nha. 450.000. Cho giò số 18. Số 19 nè các bác này. 1, 2. Được 65 sen. Nụ đây nha, nụ đây nha các bác nha, nụ đây nha. Cái này lại nụ to hơn. Nụ ra đến đây luôn này. Sưng đến đây luôn nha. Đó. Cũng là nguyên bản nha các bác nha, có hai mầm gốc nha. 65 sen này em bán 500.000 nha, 500.000 nha. 500.000 cho giò số 19. Số 20 này các bác này. Nó đang sưng được hai mầm gốc 40 sen này, gần 40 sen nhá, gần 40 sen thôi chứ chưa được 40 sen đâu. Tầm 38 sen. Hai mầm gốc nhá. Em bán cho các bác với giá là 380.000. 380.000 nhé các bác nha. Thân hoa đây nha. Đây hoa đây. Đấy. 380.000 cho giò số 20. Số 21 này. Em mua là dân nó họ trồng vào gỗ xong là họ không ấy nữa. Họ trồng lại chuyển sang chậu. Họ bóc ra họ trồng nha các bác nha. Như thế này, ba thân hoa như thế này. Vẫn là hoàng thảo kèn lai châu nhá. À, vẫn là hoàng thảo kèn.
Như cái này em không đảm bảo là hàng Lai Châu hay là hàng Lào, hàng Mi hay là hàng Tàu nha, em không biết được nha. Em mua rẻ, em bán rẻ nha. Em nói trước, được 3 thân hoa và 3 mầm gốc nha các bác nha. Em bán cho các bác này 400.000. Đấy. Đây nha, 3 thân hoa nha. Đang nụ như này nha. Đó. Em bán cho các bác 400.000. Cho giò số 21 nha. Em nói rõ đấy để cho các bác còn tính. Chứ còn em, nếu mà em mà biết hàng Lai Châu hay là hàng Lào, em nói thẳng luôn cho nó dễ nha các bác nha. Thì mong được sự ủng hộ của các bác ạ. Vâng, em xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.